Để chào quốc kỳ và quốc bằng điểm chấm dứt, xin kính mời quý cha, quý văn khách và quý vị an toàn. Chúng con xin kính mời quý cha, quý nhân sự tham gia trong nghi thức khai mạc. Chúng ta cùng bước trở lại sân khấu. Xin kính mời quý ca viên của các ca đoàn của giáo họ Đức Mẹ La Vang. Xin mời các em. Trước khi cha chánh xứ các băng khai mạc và tuyên bố chúng ta khai mạc buổi hội